Kính thưa quý khách, là chúng tôi gửi tới quý khách cái tranh trống đồng rất là lớn. Chiều ngang đây. Chiều ngang là 218. Chiều cao. Vào 171. Chiều cao 171, chiều cao 218. Cái bức này vừa vào cái ô của một bác khách hàng ở Phú Thọ đã đặt chúng tôi. Hôm trước thì một bác hàng xóm ngay sát nhà cũng có đặt một tấm tương tự, kích thước gần như thế này, khoảng như thế này. Và đây thì chúng tôi làm cho một bác ở bên cạnh luôn, hai nhà sát nhau, hai chiếc trống đồng gần giống nhau, rất to và rất cao. Thì quý vị có nhu cầu liên hệ đặt hàng tranh trống đồng, tranh tư quý, tranh vinh quy bái tổ, đồng quê, bát mã, thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi gỗ chúng tôi rất nhiều đây, xưởng của chúng tôi vừa gỗ vừa tranh này. Thì bức này thì chúng tôi đang đóng gói để chuyển đi vào miền Nam, và những cái gỗ hương đỏ hương đá rất là nhiều. Xin mời quý vị liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn.